đéo đụng được nó, mày cũng đéo giết. Nó muốn giết mày, nó đánh ngu rồi nó mới chết rồi chứ. Thì à, mày có hơn nó ôm cũng đéo giết được nó. Cân tim này, sợ đánh nó lên là mày chết thôi. Thái lên. Trời lắm. Đâu có tiếng chó vậy, chó tại nhà con. Tại con rồi. Đang ngồi trong chim đó nè. Nhà tôi hả? Để tại nhà tôi hai ba con. Nhiều chó. Ba con. Tại tôi nhà tôi là tài chó điên nè. Chi gâu gâu nè. Vô. Giờ thêm vô vô nữa. Tối ngồi đây mát lắm. Lời ghét ngu. Ủa, cái lồn gì vậy? Xin kỳ tính anh hai con sói con à? Ê, hai con sói con của tao đâu? Đổ tao thế nhỉ? Ủa, hai con sói con của tao đâu? Nội tại một lúc luôn. Chơi chơi anh phát lục rồi. Má tưởng quy chúng nó chứ. Ủa sao hai con sói con của tao đâu rồi? Cái gì ta nè. Tao đéo ăn bầy chim. Tao nha gái. Xíu tao lên giờ. Chơi thôi. Đây nè Thi ơi. Có tôi tính rồi mà con rồi. Đéo biết sao mà cái quy tao không bay tới được luôn á. Lát sao. Mày chạy nữa mày quá. Ê, lần rồi. Thôi luôn đi. À, mày chết luôn rồi. Nó sẽ đó. Rồi hay. Rồi nó chích mẹ ra rồi. Ôi trời ơi chồng. Nó chưa ai cầm đi bên không chồng. Nó chưa hồi chiêu. Nó combo làm đéo thì người ta lát lên người ta đánh thường xong đợi mày mét siêu xỉu luôn. Thế đấy. Cái gì vậy châu? Ai muốn đi bay là biết không? Tao phải tự nhiên tao quay lại. Tao kẹp cái Unikay, tao chưa tắt cái Unikay. Tao chưa lúc mà tao đau nói là tao kẹp cái Unikay hồi nãy tao chưa tắt cái Unikay tao đang bay vô đéo được. Tôi nhắn quy hai lần đéo bay vô được. Cái lúc mà ra ba nó quay qua nó quýnh mày là đầu mày đầu tao mày số tao biết mình đọc cái. Nhưng mà cũng nhờ cái kẹp vô cũng nhờ cái kẹp Unikay đấy mà mày được hai bùa đó. Nó dùng các kiểu rồi đó. Không phải chơi đâu cháu. Mình bị kẹt cái Unikay mình bấm quy lần nữa nó không có bay vô. Cái Unikay nó bị lỗi hết phím luôn mà. Bấm một phím hai lần là không được. Các bạn chỉ cần bấm một phím hai lần là không cho. Tao có lúc mà rồi. Người Japan nó quay qua quýnh mày, mày nói cho tao là chạy lúc đó mẹ đầu tao bắt đầu nảy số rồi. Bình Phương cạnh quyền mà tổng Bình Phương hay cạnh góc chuông. Sao sao thiệt chứ. Rồi đó, vậy xong rồi đó. Tao có băng chậu giết nó luôn. Ghét. Từ từ. Ôi đồ má. Rồi cái combo. Cái combo sao là nó chết rồi nè, chuẩn bị ra nè, rồi ra. Nó phải hiểu ý thiệt chứ. Quiet steps. Mày đánh cứ auto win thì cứ mà một thằng lam xong. Cứ cam cho một thằng một dễ nhất là cái thằng top thằng rừng, thằng top cầm tay le. Tí nó xanh cái nó tay le xuống boss nữa là boss tự xanh luôn. Chết con á, ừ đúng rồi. Thế cho nhanh, cứ auto gank một lam. Xanh xong rồi nát luôn, mình đẩy trụ xong rồi tí cái mấy cái lam kia nó tự nát luôn. An enemy has been slain. Đó, rồi tay le xuống hai mạng đó. Vậy thôi. Đéo. À, không có ai cắm cái quạt sâu sâu đây. Bắt nó không được, phải đợi nó dâng cao mới ta le được. Ui này đó.
đép đây rồi, xin vợ. Xa quá không tới, hồi nãy Quy thì tôi bay vô luôn, lấy mẹ gì không tới. Có thằng Lee Sin nào vừa xuất Quy cái bay vô luôn không được không? Thôi nhưng mà đủ má, mày cứ yên tâm, nhờ cái thao đó kia rồi. Tao mới thực hiện mày cái chế độ mà tao mới dùng cái đầu được. Bình phương cảnh quyền bằng tổng bình phương hay cảnh góc vuông. Có Lee Sin nào mà bà đám Quy xong không Quy theo được luôn không? Mà trong khi tầm gần tao đi lên tí nữa cũng được rồi. Ủa, dính Quy hoài không Quy được. Ây, 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 bớt. Mấy ông tin tôi chết với con Blue nè. Khoa ơi, thằng bông rất là Khoa à, Khoa gì ấy, Thảo Khoa kiểu. Mình Thoa đây. Mình Thảo. Bạn là ai? Vậy đó thôi, mình nói trách lộn, mình cũng trách lộn. Thảo. Find your center. Thằng bông nó bảo là Thoa đây. Mình mình Thoa đây cái cười. Ủa má. Con má có cái gì mắc cười rồi mày cười. Thì giờ mày cái Quy chưa hồi. Thì mẹ đợi mà, đợi cái Quy hồi coi đạp. Ôi chết mẹ. Cái này mày chết nè. Má ơi. Nhịt người. Đợi một giây nữa coi đá. Bố mày kịp. Tao sợ nó lát đi luôn. Lát lát theo. Đỡ mất lát mày. Giết tao luôn, cần đéo mất lát. À. Không có góc nào để bắn W chứ. Má giờ đéo có đồ rừng cắm mắt lừa lên đồ rừng ghê luôn á. Đéo có đồ rừng cắm mắt nữa rồi. Chưa, tao mới lại chưa mà. Cho điên nè, giết nó luôn đi. Hòa nha, hòa nha. Ai lên. Ôi kìa, tí chết kìa. Thôi nha Thi nha. Thấy rồi nha. Đứng ngu ngu ngơ ngơ suy nghĩ hồi bỏ. Mình có nên... Không, tao lít. Tại nó đứng sát bức tường quá, tao không quay đầu được. Tao phải chạy vô miếng rồi tao mới lít chuột chứ đâu phải là. Tao lít chuột ra hướng mà nó không quay đầu được. Waste not a minute. Đó, đi về luôn. Làm gì á? Giết mình luôn bây giờ. Đi cho tôi dễ dàng rồi tôi sống mà không gì. Ông donate 5 triệu đi rồi. Ông ấy ông donate 1 triệu đi. Một ngày đi. Đó, mày hát ra 1 triệu ngày mày. Quá mà nước. Chuyện của nhà nước là ông donate 1 triệu. Thử được má, quảng cáo có 500 ngàn một tháng mà kêu là được. Donate 1 triệu ngày má thiệt chứ. Mày đủ má mày nói rồi mà ta biết tao nghèo rồi sao? Cho biết nghèo người ta thấy nghèo người ta mới donate cho mày. Đó bởi vì tôi má quảng cáo có một cái mà có 500 ngàn thôi. Thôi thay vì đi vào. Mùa
mát gì nó tóc biến đi, mùa mát gì. Quả đó tôi chịu, nó tóc biến trong nhốt tôi lại. Tôi làm được mẹ gì hơn nữa vậy. Qua đây như xin nào. Làm gì? Qua đây revenge mà. Ừ, nói gì mẹ. Nãy Gia Man nó nhốt anh lại xong. Nhốt anh lại xong mẹ nó tóc biến đi mẹ, chỗ anh cũng là. Còn có má không, có bao giờ xua đây là thoát rồi. Quyên nó chạy lẹo. Không có Jesus thoát rồi. Ủa team này tôi chùm mẹ rồi. Tôi full dam á chứ. Quyên mẹ rồi. Team này ai chống mày. Quyên chỉ là nát. Quyên nó nè nó. Nó phải xanh, cực xanh thì mày mới sợ chứ. Một khi nó đá mày ra mà nó không đủ dam nó bớt chết mày, nó chạy cũng đéo được. Mày lấy cái gì hết trơn. Ôi dồi. Bot cũng xong rồi. We do what we must. Tìm một con sinh gịt nữa, mang vật lý mà giờ có thêm sinh gịt nữa kìa. Chơi gì. Đi này đi, chết đi. Không win này mà. Cạo đầu. À, em với anh kết hợp rồi. Ok, anh đuổi anh. Thưa, có má. Cả cho mát. Ta đâu ngại đâu. Anh em thua cho nó cho cái đầu. Bữa đó nó thề sao? Bữa đó thề nó sao lâu với anh nó cạo lông cu nữa kìa. Kéo cái quần trâu xuống mày biết lông cu đó làm gì à? Find your center. Killing spree. Trời ơi, má né được cái chọt mày xém luôn. Mà cũng đau không kịp, đau kịp là chết mẹ thằng này rồi. Giết luôn này luôn. Má hai giờ mấy con mắt hiếm quá. Mình ở ngoài A quê, mẹ sinh ra đại đức và sống tại Hà. Đi chót Queen này nãy giờ đi nhông ghét rồi đó. Là đúng một lần. Lại chết. À, nó cắm mắt ở đây rồi. Má tao ghét con Queen này lắm rồi đấy, bố mày bật rồi. chị ơi. Hả? Em tất rồi đó. Tất con chó này rồi đó. Đâu? Thay bốn bình thường mà. Nãy giờ nó dí, nó dí tao. Thay bốn đâu đó, 1-4 kìa, thấy không? Không, cho nên chơi xin luyện mà. Alexina. Nó chạy gì bây giờ? Rồi nó ulti xong cho chạy luôn. Cho anh ulti cho lát ở đây để cho anh đầu tư cái lát luôn. Đầu xanh nhìn ba thằng đứng chung lẻ tôi lát lên. Đứng ở đây. Giờ anh đứng ở đây mà em bắt. Vậy là xong. Đi cướp bà ơi, ai ăn rip của ông nữa, đi cho nó nhanh. Đi taxi tí. Mẹ hàng gì nãy giờ. Ủa tao. Chó. Anh cũng lên được cướp. Ok, mày cướp bài đó đi. Vừa đủ. Anh mới tớp luôn kìa. Nó đỡ thọt. Thực tế sẽ có thọt đéo đâu. Cảm ơn mọi người sắp tới like nha. Có thật tí level thì... Ồ xem tí nữa độ nó cao lắm. Mà level nó đâu có đâu. Rồi nhiều quá cái trưởng này. Mẹ quên nó còn chưa được món. Extend your senses. Nè mày bay lên đây bị chó. À đâu có bay lên kèm với Yasuo trong cái đồ nè. E vô cho Yasuo ulti như nãy đúng không? Where
Em nhai sâu rồi, quan hết. Mày chạy đi. Sút luôn á. Múa cho nó đẹp, múa đẹp không? Tôi, múa đẹp không? Trình độ cày thuê à? Mà tôi thấy lấy được trình độ cày thuê. Mặt hoài. Xem tí nữa là đâu. Tí vậy sao tôi chết, 400 máu sao tôi chết? Mày là người tăng trụ sao tôi chết? Nói xem tí nữa là giống cái cảnh này lại. Nãy mà tao nên nhốt tao trong đó là tao không có làm được gì. Làm thôi nè. Master yourself, master the enemy. Một bốn, trời ơi, cái một bốn này nó quan trọng đâu bạn ơi. Quan trọng là bạn làm cái team nó nát mẹ nó rồi. Đấy, nói vậy nè. Cái quan trọng là làm cái team nó nát thôi. Cái đe là cái con mẹ gì. Này nãy giờ nó chơi thôi chứ tôi xanh nhận châu mà. Cái đe làm gì? Cái quan trọng là ông Châu nữa. Mẹ tôi pha một thằng rừng kia bao nhiêu? Hơn 2 level kìa. Quiet steps. Cái quan trọng là gây áp lực cho mẹ, cho team mình xanh bắt đầu win thôi. Rừng thì chỉ làm vậy thôi. Xuống đây anh ơi. Dịch đó anh ơi, dịch đó anh ơi. Ôi xuống cả. Chứ bạn nghĩ nãy giờ mình chết vì ai? Thằng thì thằng Queen nó đi. Nó đi thì nó thọt. Vậy thôi, nó không farm được. Ủa năm thằng dưới bot anh ơi. Đó là con mẹ gì? Nhiều thằng 4050 nó vẫn ngu như chó. Ké. Ơi, tân. Em muốn hồi máu anh ơi. Sorry anh ơi. Chị lấy siêu kìa châu. Đồ mà nó lấy siêu để nó không hiểu tao hả châu? Đi. Lấy siêu là cho đó. Mày có nó có heal không? Mày nghĩ nó rễ tao chết bao nhiêu lần vì cái heal rồi mày biết không? Thôi mày còn mày tha. Long đam kìa châu. Vinh thằng nào đó. Đừng chơi xua nè. Xuống đây em. Ôi ôi anh ơi. Ôi anh ơi, ôi anh ơi. Rồi, sao xong. Úi trời. Mẹ giống thứ, mẹ không có cái mắt, mẹ chết. Con mắt không có lát nữa mà giờ Lee Sin nó dậy. Má đi rừng giờ tiếc con mắt phải đá rồi nó cứ phải mẹ hộ thể chứ con lính. Nãy các mắt hồi thể đắng cái trụ đi rồi mà bật hồi thể lên. Rồi ra đây là hồi hồi thể rồi. Nhưng mà đéo có hồi thể. Anh ơi chơi trận nước với bây giờ anh ơi. Anh ơi. Giờ ông Lee Sin tiếc lắm. Giờ con mắt nó quay lâu rồi. 60 giây mới được một con. Đúng mà. Thôi mua mắt tím đi. Nãy giờ không có slot mua đồ. Ôi. Anh chơi rồi sao? Đéo có con mắt. Mẹ nó hẹp hoài. Mình được quỷ luôn luôn. Em anh ấy cho. Anh nói rõ đi, anh ấy nó có nhiều nghĩa lắm. Nó chết mẹ thôi. Lát đi. Rồi luôn, có con rồng luôn. Ở bên chỉ đâu ra 4 mạng nữa rồi. Anh cho không ganh nhá, anh cho không ganh nhá. Bớt đi nha, đổ mất cái pha băng trục ai ganh. Ở cái pha tè le xuống ai ganh. Xin kể tới đâu ra. Anh cho không ganh mà. Ganh thì mẹ xuống băng trụ hộ thể cho cà tè le các kiểu không ganh đá chết mời. Lần sau nói vậy lần sau miễn ganh. Đéo có lần sau nào nói vậy lần sau đéo tao le. Tao buồn vai để kêu. Em bảo là anh cho chứ bảo anh kêu. Thôi cô, anh kêu lại. Anh
có lẽ em coi, anh có lẽ em coi nào. Có lẽ em coi. Lần sau tay lè. Qua thúc giết cha đen của anh bây giờ. Giữa cha. Giờ múa nó còn múa hơn mình. Tao tăng nữa. Xỉa đi kìa. Shit. Anh. Ôi đủ mà nó xì mai cái đi ơi. Đi. À, xin. Nè. Đó cho mày bay lại tao, hộ thể lại tao. Thôi, hộ thể mày tao chết luôn á. Chết tôi luôn anh ơi. Your team has destroyed an inhibitor. Hay quá. Aka Châu ơi, sao Aka đánh hay mà sao ai cũng chửi Aka hết Z. A còng. Thôi chưa chết nữa nè. Còn nè. Còn nè. Hiện thực nhà đi. Palin, cái gì ấy? Sống dài vãi. Lại vãi. À, cái này đi. Cười đéo về tiền mà không thèm mua đồ luôn nè. Ây da, họ ẻn mẹ game đi, vui vẻ gì nữa. Mẹ em thôi, để tao ta vô tao làm cái quả bên ta nha. Chắc có. Có lô lô sao mà. Waste not a minute. Rồi làm quả bên ta coi, có tốc biến nè, làm bên ta coi. Extend your senses. Má lính yếu quá, đá cái chết mẹ rồi. Ban kiểu gì? Không được một mạng luôn chứ đừng nói ban ta. Kênh của Chi Chi là vì là gì vậy Thi Thi? What? Kênh của Chi là Chi Gâu Gâu. Kênh của mình là thờ Râu Thi livestream với lại NDT Gaming. Cho tao cam bay vào. Ê, mời em nghĩa lấy cái cam nha. 599, 3 tháng 2. Nói sao mày ăn? 599 à, ok. Ồ, là sao anh? Hello mọi người, được. Tí nữa. Anh ơi.
Chơi gì ai? Lô lô là ai hả? Ờ lô lô. Lại tiếp đi. Rồi xong rồi BOK kìa. Em chơi em quay vòng vòng BOK kìa, em quay vòng 499 hay 599 quên mẹ ra tên Doanh. 3 tháng 2. 499. 592. 592 ok, nhắn tin không câu.